Sáng ngày 3 tháng 8 năm 2024 tại thủ đô Hà Nội, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp để giới thiệu nhân sự và bầu đồng chí Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Bộ Chính trị điều hành hội nghị. Tại hội nghị, căn cứ các quy định của Đảng trên cơ sở định hướng giới thiệu nhân sự của Bộ Chính trị, Trung ương đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, thảo luận dân chủ, suy tôn, thống nhất rất cao với số phiếu tuyệt đối 100% bầu đồng chí Tô Lâm Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu khẳng định kế thừa và phát huy những thành quả cách mạng mà đồng chí cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các thế hệ lãnh đạo đi trước đã gây dựng, duy trì sự đoàn kết thống nhất và cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết tâm lãnh đạo chỉ đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đã đề ra, tổ chức thành công Đại hội 14 đưa đất nước vững bước phát triển trong giai đoạn mới. Ông Tô Lâm sinh ngày 10 tháng 7 năm 1957, quê xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, trình độ chuyên môn giáo sư, tiến sĩ luật học. Ông là ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, 13, ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, 12, 13, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh từ 22 tháng 5 năm 2024. Phó trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, đại biểu Quốc hội khóa 14, 15. Ông trưởng thành từ cán bộ Cục Bảo vệ chính trị 1, Bộ Công an từ những năm 1980. Trong quá trình gắn bó với Bộ Công an, ông từng kinh qua các chức vụ: phó trưởng phòng, trưởng phòng, phó cục trưởng, cục trưởng cục bảo vệ chính trị 1, tổng cục an ninh Bộ Công an. Sau đó, ông làm phó tổng cục trưởng, phó tổng cục trưởng phụ trách rồi giữ chức tổng cục trưởng tổng cục an ninh 1 Bộ Công an đến hết tháng 7 năm 2010.